Đừng đánh mất khả năng yêu thương, bởi vì nếu đánh mất khả năng cảm nhận rằng mình được yêu thương thì bạn sẽ đánh mất tất cả. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Mata. Trong bài tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn minh họa cho lời chúc phúc, phúc cho kẻ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó là dụ ngôn về việc các thực khách được mời dự tiệc. Chúa khuyên là hãy đi mời đến dự tiệc tất cả những ai không có khả năng ăn đi trả lại có một người dọn tiệc linh đình và mời nhiều người tới dự nhưng những người được mời đều không muốn tới dự tiệc cũng không thích thú gì chủ nhà và cũng chẳng đoái hoài gì đến lời mời của chủ họ hành xử như thế bởi lẽ đối với họ lợi lộc lợi ích quan trọng hơn lời mời trong số họ kẻ thì bận đi xem đất kẻ thì bận mua bò kẻ thì nói là do mới cưới vợ thực tế điều quan trọng đối với họ là có thể kiếm lợi được gì có thể sở hữu được gì họ bận rộn giống như ông phú hộ, lo lắng tích chữ kho tàng rồi chết đi ngay trong đêm. Họ bị ràng buộc, bị lệ thuộc vào các lợi lộc để nỗi đóng cửa lòng mình trước thần khí. Và như thế, họ không thể hiểu được tính vô vị lợi của lời mời. Nếu không hiểu được tính vô vị lợi của lời mời của Thiên Chúa, thì bạn chẳng thể hiểu gì cả. Lời mời của Thiên Chúa luôn luôn là vô vị lợi. Nhưng mà, để được dự bàn tiệc này thì phải trả giá nào? tấm vé vào cửa là dành cho những người đau ốm những người nghèo những kẻ tội lỗi có thể đối với bạn họ bị gạt ra bên ngoài cửa nhưng kỳ thực vé vào cửa là dành cho những ai cần được chữa lành cả thể lý lẫn tâm hồn tấm vé là dành cho những ai cần được chăm sóc cần được chữa bệnh cần tình yêu mến như thế có hai điều ở đây một mặt thiên chúa không đòi hỏi gì hết và Ngài nói với các đầy tớ đi mời tất cả những ai nghèo đói, tan tật, đau ốm, cả tốt lẫn xấu vào dự tiệc. Vé vào cửa là miễn phí và không giới hạn. Thiên Chúa đón tiếp mọi người, Ngài đón nhận tất cả chẳng trừ một ai. Nhưng mặt khác, những người đã được mời trước lại không hiểu được tính vô vị lợi trong lời mời của chủ tiệc. Họ giống như người anh trai cả trong dụ ngôn người con hoang đàng. Anh không muốn đến dự tiệc do người cha mở ra để đón mừng người em trở về anh ta không hiểu lòng người cha như người anh cả chúng ta có thể hỏi rằng nhưng mà thằng đó đã tiêu xài hết tiền bạc xài hết cả phần thừa kế nó lại còn ăn chơi tội lỗi nữa cớ gì tôi phải vào dự tiệc với nó chúng ta cũng có thể nói rằng tôi là một người công giáo thực hành đạo đàng hoàng tôi đi lễ mỗi chúa nhật tôi hoàn thành các bổn phận chẳng lẽ tôi không được gì nếu chúng ta tiếp tục nghĩ như thế chúng ta chẳng hiểu gì về tính nhưng không tính vô vị lợi của ơn cứu độ chúng ta cứ nghĩ rằng ơn cứu độ là kết quả của những việc ta làm ta cứ nghĩ rằng ta đã phải trả giá để mua ơn cứu độ ta cứ nghĩ rằng ta đã trả giá điều này trả giá điều kia trả giá điều nọ không không phải thế vì ơn cứu độ là ơn nhưng không nếu bạn không hiểu được điều này, nếu bạn không hiểu được đặc tính nhưng không, đặc tính vô vị lợi của ơn cứu độ, thì bạn chẳng hiểu gì cả. Ơn cứu độ là quà tặng Thiên Chúa trao ban, và để đáp lại, chúng ta cần đáp lại ơn ấy với tất cả tấm lòng. Tuy nhiên, có những người luôn nghĩ tới lợi ích này nọ, lợi lộc riêng này kia. Với họ, khi có món quà này, ngay lập tức họ nghĩ tới món quà khác, nghĩ theo kiểu ăn đi trả lại, nghĩ theo kiểu trao đổi dịp này tôi tặng anh món quà này và dịp khác anh sẽ tặng lại tôi món quà khác. Đối với Thiên Chúa thì khác, Ngài không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đối với Ngài chỉ có tình yêu thương và lòng thành tín, bởi vì Ngài là tình yêu và mãi mãi trung thành. Ơn cứu độ không phải là điều gì đó để mua bán đổi chác. Ơn cứu độ là lời mời gọi nhưng không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài mời chúng ta vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Phúc cho những ai được dự tiệc nước Thiên Chúa đó chính là ơn cứu độ thế nhưng có những người không sẵn lòng để vào dự tiệc vì họ muốn cảm thấy mình an toàn vì họ đánh mất đi ý nghĩa của tính nhưng không đánh mất ý nghĩa của đặc tính vô vị lợi và như thế nếu như có thể nói con đường của tình yêu thương là điều đẹp nhất thì cũng có thể nói điều xấu xa nhất là đánh mất khả năng yêu thương và đánh mất khả năng cảm nhận mình được yêu thương tôi không nói rằng bạn có thể đánh mất khả năng yêu thương bởi lẽ khả năng yêu thương tự nó có thể phục hồi nhưng tôi nói rằng khi bạn đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương thì bạn không còn có hy vọng và khi ấy bạn đánh mất tất cả chúng ta cần suy ngẫm điều này trước chúa lạy chúa tại sao chúa lại nói với chúng con rằng chúa muốn chúng con ở đầy trong nhà của chúa chúa chúng ta thật vĩ đại vì ngài là đấng yêu thương vô cùng ngài muốn nhà của ngài rộng mở vô vị lợi cho tất cả mọi người chúng ta hãy nài xin chúa ban cho ta ơn có khả năng cảm nhận mình được yêu thương